Nhớ sáng nay nhỏ em kể coi mấy chị Hàn Quốc ăn lòng bò nướng nhìn thèm dễ sợ. Mà tính mình đó giờ chính kiến lắm, thấy ai thèm cái gì thì tự nhiên cũng thèm theo. Vậy nên mới xuất hiện cái thố trứng hấp Hàn Quốc với nguyên cái bàn này mà nè. Mà trước khi múc ban cái chảo lòng bò Hàn Quốc này thì phải đẩy nhẹ qua mấy miếng thịt bò nướng thơm mềm này trước chứ. Chứ lâu lâu mới đi quán hàng mà không ăn thịt nướng là uổng lắm á nha. Nhất là phải có bước cuốn thịt với kim chi vô cái lá mè. Gói lại cắn vô một cái là bao tầng lớp hương vị nó hòa chung vô làm một. Mà lần nào đi quán nướng Hàn Quốc cũng phải kêu một phần thịt heo nướng chuẩn hàng này nè. Biết sao không? Tại cái thịt ướp đậm đà ngọt ngọt mà siêu mềm luôn á nha. Nhớ bình thường đi ăn đồ Hàn Quốc là phải chạy qua tuốt quận 7, quận 2. Chứ làm gì biết trên cái đường Sư Vạn Hạnh này có quán nướng chuẩn hàng này đâu. Quan trọng là có nguyên một chảo lòng bò nướng như mấy chị bên hàng ăn chứ tìm quán bán món này cũng khó nha. Chảo vầy là có 5 loại nè: lòng non, giả cỏ, tim, bao tử nhưng bò. Nhưng mà cái đại tràng bò này với mình mới là nhân vật chính nè. Cắn như một cái nó béo ngất ngay luôn. Phần ngoài thì dai dai, bên trong thì mềm béo. Nhưng mà thơm lắm nha, này nướng cho cháy xíu nữa là bao ghiền luôn. Đúng là lòng quán nói nhập khẩu từ Hàn Quốc có khác mà. Để xương xương hết cái chảo đó cũng thỏa cơn thèm lòng. Mà khoái nhất chỗ này ngoài banh chanh miễn phí còn có ăn mì miễn phí thả ga luôn. Ngồi ôm cái tô mì nóng hổi này chung với chảo lòng, tao nói còn gì hợp lý hơn nữa không? Nhưng mà phải là mì Hàn Quốc cay cay vậy nè, ăn nó mới đã. Bởi lâu lâu mới được nhỏ em dẫn đi cho mở mang tầm mắt. Nhưng được mở mang hơn nữa là ở đây còn cho chụp hình miễn phí mặc nữa. Mặc dù mới ăn no mặt có bự ra xíu nhưng mà không sao, miễn vui là được. Đây nè, chụp hình lưu giữ lại kỷ niệm một ngày nhỏ em dẫn đi ăn lòng nướng Hàn Quốc. Mà ở đây còn cho nhiều đạo cụ để chụp hình lắm nha. Mà quán này ngoài quận 10 hình như cũng có, quận 7 luôn.